Thưa quý thính giả, trong mục này kỳ trước, chương trình về cố nhạc sĩ Trúc Phương, nhà báo Nguyễn Đình Toàn có đề cập đến một tên tuổi khác nữa, người miền Nam, là nhạc sĩ Lam Phương. Theo ông, nếu lời ca của Trúc Phương làm nên cái quyến rũ, thì âm hưởng của vọng cổ Nam Phần là cái duyên thầm trong nhạc Lam Phương. Vào năm 1952, khi chưa mang tên là Lam Phương, cậu học trò Lâm Đình Phùng mới 15 tuổi, đang theo học trường Le Laurier tại Sài Gòn, đã bạo dạn viết nhạc tình, sáng tác đầu tay là bài Chiều Thu Ấy. Qua năm sau, sáng tác thứ hai mang tựa đề Trăng Thanh Bình phát trên làn sóng điện, được nhiều người ưa thích ngay. Đến năm 54, thì với Khúc Ca Ngày Mùa, có thể nói là Lam Phương đã trở nên hoàng tử của tân nhạc Việt Nam. Theo nhà văn Dương Anh, thì Lam Phương chính là người đã phát động phong trào hát và nghe tân nhạc ở miền Nam. Từ Trường Học hay Ngày Hè Tạm Biệt, cây lục quyền cầm đã lấn lướt cây ngũ quyền cầm của cổ nhạc. Nhà báo Vũ Ánh thì viết về Lam Phương như sau: con số 40 năm chưa thể nói hết được con đường mà Lam Phương đã đóng góp cho nền tân nhạc Việt Nam. Những đóng góp thể hiện rõ ràng tấm lòng và cái chất lãng mạn đặc thù của người miền Nam. Tới nay Lam Phương đã có trên 200 nhạc bản. Cuộc đời khởi đi từ sự nghèo khó, cha bỏ đi theo tiếng gọi của con tim, để lại hai mẹ con cơ cực. Lớn lên thì trải qua thời chiến, rồi trôi nổi ra hải ngoại, cộng với niềm chua chát của riêng mình về tình yêu, cái vốn liếng sống ấy, cùng với những cảnh đời mà Lam Phương ghi nhận chung quanh là nguồn cảm xúc phong phú cho người nhạc sĩ này sáng tác. Hoàn cảnh cùng cực vào một đêm mưa, anh nói lên qua bài Kiếp Nghèo. Về đêm nay vắng tanh, giờ rào hạt mưa rất nhanh, lành mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu chiến sóng lách manh. Ngày ngồi qua muôn lên quanh, gầm tìm đường ghê hối thăm, nằm mừng từng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc mừng. Kiếp Nghèo, Thanh Thúy trình bày. Miền Nam an bình, Lam Phương ca ngợi đất nước với các bài như Trăng Thanh Bình, Khúc Ca Ngày Mùa, Chiều Tàn. Cuộc di cư năm 54 gây nên xúc cảm cho anh viết các bản Chuyến Đò Vị Tuyến, Nhạc Rừng Khuya, Đoàn Người Lữ Thứ, Nắng Đẹp Miền Nam. Gây bao niềm thương ấm cùng non sông đón tình
Nắng đẹp miền Nam, lời của Hồ Đình Phương. Quý vị đang nghe Thanh Tuyển ca. Lòng thương yêu mẹ hiền, La Phương nói lên trong bài Đèn Khuya anh viết vào năm 1958, cũng là năm mà anh nhập ngũ phục vụ trong ngành tâm lý chiến biệt khu thủ đô. Cảm thông đời lính, La Phương viết: tình anh lính chiến chiều hành quân đêm dài chiến tuyến, buồn chi em ơi, biết đến bao giờ. Hết thời hạn quân dịch, năm sau đó anh tiếp tục sinh hoạt với các ban nhạc Đài Sài Gòn, Đài Phát thanh Quân đội. Bản bức tâm thư được dùng làm đại hiệu cho chương trình gia binh bắt đầu lúc 6 giờ sáng mỗi ngày trên đài quân đội ở miền Nam Việt Nam hồi đó. Lan Phương cũng cộng tác với ban kịch sống của Thúy Hồng, rồi kết hôn với nữ kịch sĩ này vào cuối thập niên 60. Đề tài tình yêu trải dài qua những nhạc bản như Duyên Kiếp, Chăm Nhớ Ngàn Thương, Thành Phố Buồn, Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi, Buồn Không Em, Thu Sầu, Trên Đỉnh Đau Thương và nhiều bài khác nữa. Bằng lời ca bình dị nhưng không kém lãng mạn, Lan Phương đã chiếm được lòng mến yêu của đông đảo thính giả. Biến cố 30 tháng 4 1975 xảy tới, Lan Phương qua Mỹ tị nạn, sau đó sang Pháp, rồi lại trở qua Mỹ ở quận Cam. Ra hải ngoại, Lan Phương tiếp tục viết nhạc, nhớ về đất mẹ bên kia bờ Thái Bình Dương, qua các bản Vĩnh Biệt Sài Gòn, Đường Về Quê Hương, Kiếp Phiêu Bồng. Dòng nhạc Lan Phương chuyển đổi, đối tượng của anh bây giờ mở rộng hơn. Các nhạc phẩm ra đời vào thời gian này khá đặc sắc, như Cho Em Quên Tuổi Ngọc, được viết cả sang tiếng Pháp và do Bạch Yến trình bày. Lan Phương bảo lãnh Thúy Hồng sang đoàn tụ, nhưng không lâu sau thì cuộc hôn nhân này đổ vỡ. Tâm sự đắng cay của anh hiện rõ nét qua các ca khúc Tình Đau, Tình Vẫn Chưa Yên, Mưa Lệ, Cỏ Úa, Lầm. Anh đã lầm đưa em, để đêm trường mình tin thà cuộc đời in trong lòng đất, ngược trở về tiếng khóc ban sơ hơn là mang kiếp mong chờ. Anh đã lầm đưa em về, cho tâm hồn tan nát từng ngày, cùng điều nhạc lâm ly huyền bí, điều lòng người tan chốn đam mê, đưa anh vào khổ đêm nay. Lầm qua giọng hát Lê Minh. Lời yêu thương nồng cháy của hai mươi năm đời, ngày đến vui hạnh phúc, ước vọng đến đã vùi trong giấc ngủ, cơn đau mặc dày để anh đi, để anh biết bằng yêu thương, bằng nước mắt, bằng con tim đỏ đầy tình nguyện chung nguyện mang để quên nỗi buồn sau những năm dài đau khổ vì tình không trọn vẹn. Lan Phương đã tìm lại được niềm vui sống. Anh tỏ bày hạnh phúc qua bài Tango Cho Em, Trang Chứa Tin Yêu. Mọi người đều mừng cho người nhạc sĩ chân thành này, nhưng vào tháng 3 năm 1999, lại nghe tin là anh bị đứt mạch máu não, tê liệt nửa người. Một lần nữa trong đời, anh lại đang phấn đấu với nghịch cảnh. Nay với dấu hiệu bệnh thuyên giảm, Lan Phương mong rời ra sẽ được bác sĩ cho phép làm công việc mà anh hằng yêu thích là viết nhạc trở lại.
trong khi giới yêu nhạc Lam Phương còn phải chờ đợi nhạc phẩm mới của anh, thì có tin là trung tuần tháng tới, họ có thể gặp mặt anh trong một chương trình âm nhạc đặc biệt tổ chức tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Tuy chưa khỏe nhiều, nhưng Lam Phương cũng cố gắng tới để gặp gỡ những người thương mến anh. Trong âm thanh ca khúc Như Giấc Chiêm Bao qua giọng hát Gia Huy, thì Nga xin kết thúc chương trình buổi nay. Chào tạm biệt quý thính giả và các bạn. Em ơi, còn những gì ngoài một đời chia ly? Cuộc tình vừa ra đi bằng con tim sâu, bằng ngày tháng buồn tênh, đêm đêm ôm kỷ niệm trong giọt sầu lênh đênh. Cuộc đời có là bao, từ khi ta bước vào, tình đã lắng khổ đau, tình như cơn mưa rào. Mình vẫn đến tình nhau, tình chưa vui đã vội bỏ nhau.